Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 15 cái token ATC tương đương với 5 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start này. Rồi, sau đó chọn Continue. Rồi sau đó thì sẽ nhập cái mã captcha và sẽ join vào kênh Telegram này. Rồi quay trở lại, rồi tiếp vào channel. Rồi sau đó quay trở lại. Mọi người follow Twitter và retweet bài đăng. Chọn theo dõi. Kéo lên bài đăng, chọn like và trích dẫn lại username của nó. Rồi chọn tweet lại này, sau đó quay trở về, mọi người join vào Facebook. Rồi bấm chọn like, tiếp theo quay trở lại, mọi người kéo lên chọn đôn, rồi chọn đôn tiếp, sau đó nhập username của Twitter. Rồi tiếp theo gửi cho nó profiling của Facebook nhé. Người quay trở về Facebook này, trở về trang chủ. Rồi mọi người chọn vào ảnh đại diện, sau đó bấm vào dấu ba chấm. Mọi người sẽ sao chép liên kết này. Quay trở lại, nhập vào. Rồi tiếp tục chọn đôn. Sau đó gửi địa chỉ ví BSC. Rồi ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.